Ngôi nhà này đã phải di rời qua nơi khác vì đã dính quy hoạch đường cao tốc. Và đây là các pháp sư di chuyển một căn nhà đi qua chỗ khác để làm được điều này thì không thể thiếu những con lăn sắt này. Sau khi mọi công đoạn đào bới được thực hiện xong, người ta dùng những móc tời vào các điểm để căn nhà di chuyển mượt mà hơn.